Phải đứng lại mới leo lên được. Mình. Kéo lên leo được nhờ. Ok. Ông coi cho thằng trống á, hiện hình cái ghế ông mới leo lên được. Nhớ nghe rồi nó leo lên à. Đâu? Mẹ mày đâu? Đi đi. Đây cái đường đây nè. Ôi nhìn thằng lái đò này nhưng ôi, nhìn dáng lái đò nó này trông bựa vãi. Ngồi như thằng đụt lái đò. Chạy nhanh đi, chấm xếp đi, chạy nhanh coi chừng ấy. Quẹo phải. Cô phải, cái mũi tên đỏ không thấy hả? Ông nhận nhiệm vụ mà ông không thấy sao tôi thấy. Quẹo qua kia, vòng qua ở ngoài, vòng qua phải luôn. Rồi vòng qua trái. Ui, nhiều do mì đuổi lắm. Trò này bựa vãi, cứ lên thuyền là nó đuổi. Đâu? Đây, bên trái, bên đây kẹt đường mà. Ông đem thuyền theo một hồi đâu chở đồ được. Đây, vô đây. Rồi, thẳng. Xuống chưa? Thẳng. Từ, thẳng lên, thẳng tiếp. Rồi phải, cô phải. Cô trái. Cô trái. Đâm quét cho máu rồi. Cô trái luôn. Trời sao tông như núi. Này nó say à? Đâu, phải. Rồi nắng. Trái. Từ. Chỉ đường rất là nghệ thuật nhá. Hả? Tới rồi. Rồi tới đây đi. Từ. Tấp. Ê. Má đang chỉ đường phun mạng thiệt. Chết à? Đường nó mất rồi. Rồi tấp vô đây, đi bộ. Xuống nhá. Come on. Chạy đi. Nhanh chúng mày. Gì lâu dữ vậy? Nó chạy được lên à? Sao đông quá vậy? Xuống giúp nó đi. Chạy lên đi. Nó đuổi ở đâu? Đấy, tiếng trong game bé lắm. Bựa thật. Đấy, nó giờ tại đầu hàng kìa. Ơi. Chết sọ. Ui, mất đầu vẫn chạy được. Ào, đi. Ui, cái bàn tay máu này. Ôi, lại quay lại chỗ này. Rồi, chạy vô đó, lấy hai cái súng trực thăng đi. Đâu? Đây không phải nhiệm vụ của tôi, xuống đi, ông xuống đi, không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi đâu có nhận đâu, này nhiệm vụ của Trung mà. Ô, không đâu phải. Đâu rồi, đi, đứng này. Xuống à? Nó mò hết đạn thế. Đứt tay. À, tôi uống rượu thử phát nhỉ. Ồ, đạp cái 56.000 đam. 56.000. Vãi. Đi đây, đạp phải. Lâu mới được vậy sao? Ê, vô đây sửa đồ đi. Hôm nay các bạn sửa đồ mà. Đồ đã ăn gì đâu mà phải sửa. Tiền. Đâu? Cái đường đó, ở đâu chưa làm gì hết. Nâng điểm coi. Mẹ thằng Lucy gọi phải. Ui, thằng này Lucy là ai à, thằng nào? What the fuck? Chiêu tao à? Level 40. Ơ đùng, 33 rồi này. Thực ra cái gì đấy? Lại mấy cái thằng này làm ăn như ăn kẹt. Đi thôi. Đi nhiệm vụ thôi. Đi nhanh lên. Ừ, nâng điểm. Đi mập. Ba bà, giết nó. Ơi, chạy thôi, bom, đặt bom cho nó chết cha nó đi. Mày. Đéo chết. Xin nè. Ấy da nó phun. Ui, phía sau. Ờ, dụ lại, né ra chiếc bom kìa bố ơi. Né ra chiếc bom kìa. Đang thay đạn, đang nâng cấp tường.
chết luôn. Ê ê, tụi coi chiếc bom này tiện á. Kìa, bom kìa, nhặt đi. Ôi mẹ. Đi đây 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 đây, nhiệm vụ nè. Ông Vũ sợ, đều dám nhặt. Ờ, bom ấy tôi thả ra mà, đang định thả ra để lừa cái tiếng. Lại quay lại chỗ này. Súng gì á? Bắn có nhặt lại cái đạn được không? Được. Lại ra để không bị súng, nhặt lại cái đạn. Ấy, phải như này, phải như này. Nhặt, nhặt bẻ, nhặt bẻ, nhặt bẻ. Nhặt mũi tên lại. Nhặt lại. Ôi, cho tao, cho tao, cho tao. Mũi tên của tôi. Mua đâu á? Mua trong cái nhà ở gần á, ở chỗ mới á. Giao dịch cho vài cái. Trời, đấy. Có 5 cái à? Mẹ, phun đồ đó. Thằng cái đấy. Trời, có 5 cái, có 3 cái này. Đấy, cho tao 1 cái anh Vũ. Đây đây, ông đâu, ông đâu? Đây, thằng kia cho đi. Mẹ. Đi bò mãi. Có 3 cái này, nó có 5 cái. Ừ. Từ từ, để lúc kiếm đạn 5 phút nào, dài quá. Ủa, tao còn có 1 cái vậy? Lấy cho nó cả 2 cái vậy. Thằng Vũ nhặt hết rồi. Thằng khốn nạn. Đâu. Không, không, mình làm mà, mình làm. Thằng Vũ nhặt hết rồi. Đâu, tôi có, vẫn còn nguyên 3 cái này. Mỗi thằng 1 cái là được rồi. Đấy, ok. Thông giờ đi đi. Lâu quá rồi. Không nhặt lại nha, được rồi, bận bắn tầm 7 mất luôn á. Biết rồi, đứa chú còn phải dặn anh. Đâu rồi, đâu rồi. Ê, mấy cái flare vứt đi để làm gì đấy? Rồi, nhẹ không có chết không đây? Không nói chết, chết đâu hả? Ê, đi ngược rồi sao chứ? Đi rồi đằng này mà. Thử ý, nhờ phiên thử ý. Ê, đụt đường này mà. Ê, này. Tốt này, tốt này. What the fuck? Tốt này. Chết không? Ui, chết mẹ luôn. Ôi, đéo kịp nói. Nói chậm nên là bố nhảy luôn. Con ma tôi chưa nhảy. Mấy thằng. Tao chưa nhảy, ông mới cho nó mạnh luôn á. Ô, thằng lực bây giờ chết đấy luôn kìa. Ui, công nhân nhảy xuống thật, nhảy xuống. Nhảy cảm giác phê thật. Lấy đà nhảy. Con mụn nhọt kìa. Yeah, come on. Uầy, trong này nhiều thằng béo lắm. Phải nhặt cái gì ở trong cái vòng tròn màu xanh ấy? Tao bắn cái đây. Ê, nhiệm vụ phải nhặt cái gì kìa? Phi. Uầy, phi thế không chết? Uầy, khỏe thế. À, lấy cái máy phát triển. Nhìn đâu đó kìa. Nhìn đâu đó. Mình bắn không biết bao nhiêu phát. Ngồi đầu tần đinh thôi. Đầu tần đinh thôi. Ra nhà bếp. Thằng kia trả đây. Trả đinh đây. Ây da, nó phun. Ôi, cứu, cứu, ai cứu? Giật nhảy đi bốp. Tò mò đó, mất tiền. Ui, thế đạn hết máu rồi, chết mẹ rồi. Ghét nhất là cái thằng này nhá, nó nhổ bọt bẩn. Ui, đuổi. Đâu rồi, lên cứu giúp con này cái. Ui, lại chết rồi. Mày gần hết sạch tiền. Nhào vãi. Ủa, ủa bé cháy rồi. Súng mày bắn như cái gì ấy. Hết tiền. À, cái gì, tránh nha. Tránh nha, tao có cách rồi. Ném bom nó, ném bom nó. Mày tránh nha. Cháy chưa? Ui! Cháy thế không chết? Lửa luôn. Cháy toàn có 22 máu này. Mình
hết sạch đồ. Nhìn nhìn ông lạc game đi chơi chơi game giống như là đi du lịch vậy. Ờ, đã. Anh Quốc một. Chà, anh méo rồi. Đi ngắm cảnh. Rớt mẹ cái rớt mẹ cái búa rồi. Phải Quốc một thôi. Gì đây? Đít này. Sáng này. Rồi em lên phụ máy em về thôi. Kiếm đường lên. Khoan thôi. Bây giờ phải đi tìm gì kia? Nếu đánh gì cả. Khoan đường bên kia. Bây giờ nhiệm vụ đi tìm gì kia? Mẹ cứ làm gì á? Khoan đường bên kia. Từ từ để tao xem nhiệm vụ đã. Look for a way. Tìm cái đường vào cái nhà kia kìa. Tìm cái đường vào nhà này. Đó, nhà kho nào ấy. Nhà kho này cái gì? What the fuck? Đây đây, đi ra đây, tao biết rồi. Nè, theo tôi nè. Có cầu thang bên đây nè. Ở đấy, đúng rồi đấy, đúng cái cầu thang rồi đấy. Đấy, trèo lên, đúng rồi. Trời ngã. Mày tái mày. Làm sao? Quá này tôi không có thể lái được vũ khí nào được anh. Giờ làm sao? Xuống à? Xuống đây này. Bắn ai có súng bắn nổ đi, bắn nổ bên kia đi. Ừ, tao tao máy mát từ từ. Đi có xuống. Ủa chết cháy hết này. Tôi thả cho bom xuống. Rồi nó la kìa. Ê thằng lực lấy giờ làm gì ở kia ấy. Lên nhanh cái. Đâu nó đâu. Ông đây. Lê cũng lại không được. Ôi trái rồi. Lê cũng lại. Ông nhảy xuống như không. Lê cũng lại bên kia kìa. Làm gì ấy. Lê là thằng bé đi bộ. Tại đi bộ kìa nè. Tại đi bộ kìa nè. Xuống chưa? Xuống đi. Tôi biết sao rồi. Ông Lực ơi. Ông Lực ơi. Ông tắt cắp lóc đi. Tắt cắp lóc đi mới nhanh. Ông mở cắp lóc đi bộ kìa này à. Tắt cả. Đó, nhấn xếp thôi chạy nhanh không? Đó, anh mở cắp lóc anh đi. Nói chung là cho bị lát à. Tôi thấy ông chạy nhanh hơn rõ ràng. Cái gì vậy? Mất lần thằng mất tao đây. Kiếm. Bữa đang nhìn gì nữa. Bữa thật. Ui, vỗ ở đây thật bom nè. Ném bom đi. Đang nhìn gì vậy? Đang nhìn gì vậy? Vỗ ở đây. Chạy. Đừng có lóc, Chạy. Ủa gì thế? Ông Lục em nhảy xuống cản đường xem chút chết rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bom. Ai cái bom nổ vậy? Rồi chết luôn rồi. Ai quăng bom lửa vậy? Ai biết? What the fuck? Ui có cái gì ấy? Gậy tốt có không à? đâu. Ui, tự nhiên lắc quá vậy? Đâu? Đâu mẹ chúng mày đâu? Tự nhiên lắc nhở? Lắc nhở? Ai có lắc không? Đâu vậy? Lắc quá, tôi bị lắc nè. Tôi bị lắc luôn này. Lắc gì? Rồi, hết rồi. Lắc game ấy. B. Nặng quá. Nãy giờ không làm gì, bây giờ lấy con chụp tàu. À, sắp rồi. Rồi, đi không có tàu. Ở đây. Để tao bỏ lên đây, chúng mày chở đi nhá. Cái máy để gì ấy? Đây, đúng rồi. Đúng rồi, đấy, xin một slot ngồi. Đi thôi. Để xác định đường đó đã. Kìa, tháo bê lại. Bỏ xuống. Ngồi xuống, chở con cứ thấy đồ nhặt. Kiếm chỗ nào trống á. Cứ thấy đồ nhặt. Kiếm chỗ nào trống á. Rồi. Đó. Đi mắm ấy con nó bở cái máy nó. Ê ông Katy vừa thấy có cái gậy tốt độ không có hai đầu lửa nhìn free phết. Lấy đâu ấy? Đâu. Tí bảo đó bỏ xem biết đâu. Leo lên nhanh. Đi leo lên rồi. Đấy đi em. Nhìn cái tàu ghét mà lờ.
nhìn mặt rất nghiêm trọng, nhìn rất nghiêm trọng, đấm cho phát. What the fuck? Quẹo lòng đường, quẹo lòng đường. Đấm mấy điệp mà đấm khỏe mãi. Đấm nó. Quấn nó. Phần tôm thì mẹ nằm đấm có đinh rồi, nó phải sợ. Ôi chết rồi, bị nó kéo xuống rồi. Ôi, thằng bé kìa. Lạc Lương Việt. Củ Lạc Lương Việt. Rồi bây giờ là bài tôi cắt thao bữa sạch. Ủa đâm một đá này. Nhầm đường rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng đường rồi. Leo lên cả bò đây. A lá vậy, A lá vậy. A lá vậy. Này, lái tàu rất khấm. Như lắm khi mà hành động á. Ôi nhìn động tác lái tàu này. Nhìn nó cầm cái que này, nhìn ghét chưa. Chết rồi, nó lôi xuống rồi. Chết mạnh thì lôi thế nào đấy anh? Cái thằng khấu này. Ôi mấy thằng này lâu này. Thằng cái hành này, quất của mặt này. Trò chết này. Mày thằng lực đấy, tao thấy mày toàn cầm cái vũ khí đấy, có gì. Ừ, cầm mẹ cái gì cứ dài dài, đập hết cả mặt tao. Ngứa mắt đấy. Cầm cái thuyền à? Cầm cái gì ấy? Cầm cái thuyền. Gà trong một góc á. Dạ nhớ ý rồi. À đây. Mở mở rào ra giùm. Cái gậy đây chắc là nâng cấp gậy tôi được không đúng không? Mở cứ rào ra giùm. Đây. Rồi chuẩn bị chiến. Ôi vẫn vào được kìa. Chuẩn bị chiến đấu với zombie nè. Để đặt bom quanh nhà đi. Rồi đặt bom thì chạy ra mấy vòng cửa đặt bom hết đi. Đặt bom ở cửa nhá, đừng ra ấy. Họ đặt hết, đặt làm sao mấy cái hàng rào á. Hai điểm. Ai đặt bom khấm vải. Mở hàng rào đặt phía bên ngoài. Lấy thêm bom rồi nào. Ok. Khoan chảy nhiệm vụ nha bé ơi. Đừng chảy nhiệm vụ nha bé ơi. Rồi rồi. Để đặt bom xong rồi chả. Để đặt hết bơm trong hết rồi chả. Level 29 rồi, yeah. Một level nữa thôi anh có thể bắn ôi, súng. Mày lên nhanh ấy, mẹ tao 134. Đấy ông Canty khoe hàng đi, xem lại cái gậy tôi không nào. Ờ. Xem cái nào lấy ở đâu á. Cái đấy tạo hay là lấy ở đâu? À chế tạo ra. Nhặt cái gậy xong rồi chế tạo được. Cái gậy chèo thuyền đó hay cái gì? Không, cái gậy nó giống như cây côn hay là cái cây gì á. Không rõ lắm. Đâu rồi. Lấy cái staff thì bạn. Này phải không? Đây đúng rồi, đúng rồi. Nhìn này béo này. Nhìn, chú ý nhá. Múa lửa. Ôi, múa lửa lúc này mẹ vũ công thằng này gay rồi. Thằng này chuyên kiểu múa lửa trong đám ma. Mấy bọn kiểu what the fuck? Mùa lắm ma. Xong chưa? Zombie đâu? Rồi coi cửa nào vô khóa lại hết đi nha. Rồi ai đặt bom thắm vậy? Tao vẫn nhận nhiệm vụ ấy, cái này chúng mày. Ôi nhà này cái kiếm gì ấy? Cho mình cái kiếm gì này? Ngon cực, kiếm ngon lắm. Đâu? Đây. Đây, ấy, bịt mạng hơi chưa? Tôi, cái đấy phải level 34 mới nhặt được, à mới mặc được, tôi đéo được. Kiếm tím mà nói nhá. Đúng rồi. Ê, ra khoe, Canty. Ê, Canty ơi. À đây, tôi đeo được. Này, kiếm này. Đây, nhặt được rồi. Giống kiếm của La Mã thôi. Ờ. Nhặt đầu đẹp thôi. Nhận trả nhiệm vụ ấy, vào trả đi. À. Xong chưa, zombie đâu? Kiếm tím luôn. Ờ, kiếm tím luôn mà, đồ tím ngon lắm. Kiếm là nó lâu bị hư. Ờ. Nhưng mà mẹ đam có 500 này, yếu thế.
khỏe vãi thìn ra. Thôi đẹp mà sao tôi cứ ném cái cài ra mãi vậy ta. Đang có 500 yếu lắm. Cái mẹ barbecue blade này nâng cấp lên 1000 rồi này. À quên, chắc chưa nâng cấp. Nâng cấp thêm nữa thì chắc phải 2000. Đến á. Mẹ nó đưa cho mình cái kiếm, còn cái kiếm hỏng chứ phải sửa xong mới nâng cấp được. Thằng này bựa nhỉ. Đưa mình đồ Trung Quốc. Đồ cũ. Đấy, phải sửa xong mới update được. Đấy, update xong được có 700, đang có 700 vẫn yếu. Hết con mẹ nó tiền rồi. Tạm hết tiền rồi. Thằng nào nhận nhiệm vụ ấy, ok. Mẹ em bọn này. Vào hết đây. Vào hết đây, ok. Mẹ mấy thằng này. Đâu? Ô thao cầm súng ghê đấy. Nhiệm vụ đây, nhận đi.